đón trả khách, bốc xếp hàng hóa, những hình ảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện tại các bến xe. Thế nhưng, lâu nay nhiều nhà xe lại ngang nhiên đón trả khách, bốc xếp hàng hóa ngay trên các tuyến đường của thủ đô, đặc biệt các tuyến đường gần bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát hay nước ngầm. Với tốc độ rùa bò, khi vừa xuất bến, nhà xe công doanh biển kiểm soát 18B02119 ngang nhiên đón trả khách dọc tuyến đường giải phóng. Đặc biệt, nhà xe này còn hiên ngang đón khách gần sát chốt trực của đội cảnh sát giao thông 14. Tương tự, Nhà xe Hải Đường, Hà Hương cũng di chuyển với tốc độ rùa bò để đón trả khách trên tuyến đường giải phóng. Cũng với tốc độ không thể chậm hơn tại tuyến đường Phạm Hùng, khu vực bến xe Mỹ Đình, nhiều nhà xe cũng nối đuôi nhau như một đoàn tàu thay phiên nhau mời chào đón khách và bốc xếp hàng hóa. Không phải hoạt động lén lút, các nhà xe này công khai đón khách ngay trước mặt lực lượng chức năng. Chỉ cần một thời gian ngắn, hàng loạt nhà xe vô tư đón khách và bốc xếp hàng hóa tại khu vực này. Các nhà xe điển hình có nhà xe Cương Hồ Việt Thanh, biệt kiểm soát. 29LD 03091 tuyến Hà Nội Quảng Ninh, nhà xe An Bình biển kiểm soát 29B 20360 tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Với chiêu thức đi với tốc độ rùa bò, các xe luôn mở sẵn cửa xe để đón khách hoặc nếu phát hiện lực lượng chức năng đang làm việc, các nhà xe sẽ cho xe ôm chuyên chở khách đuổi theo xe, chờ khi xe dừng đèn đỏ rồi mở cửa đón khách. Chưa dừng lại ở đó, nhiều xe còn dùng chiêu bật đèn khẩn cấp rồi ung dung đỗ giữa đường để đón khách. Mặc dù đường tắc gây mất an toàn cho người và phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Người dân ở các khu vực bến xe cho biết, việc đón trả khách, bốc xếp hàng hóa diễn ra hàng giờ, hàng ngày đã và đang làm cho tình trạng giao thông trên các tuyến đường này trở nên rối loạn và luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông tại đây. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo điện tử Tầm nhìn đã trực tiếp liên hệ với thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhưng bị từ chối với lý do phải được phê duyệt từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Để có thông tin khách quan nhất đưa tới bạn đọc, phóng viên đã tới Sở Giao thông Vận tải Hà Nội liên hệ làm việc. Thế nhưng, nhiều ngày đã trôi qua tới nay, báo điện tử tầm nhìn vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào từ phía sở này. Tương tự, phóng viên báo điện tử tầm nhìn cũng đã đến liên hệ trực tiếp với đội cảnh sát giao thông số 6. Qua nhiều lần hẹn lịch làm việc, đến nay, lãnh đạo đội này vẫn báo bận và hoãn lịch. Tình trạng đón trả khách, bốc xếp hàng hóa không đúng nơi quy định đã được hàng loạt các cơ quan báo chí lên tiếng cảnh báo, nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm mà còn có hiện tượng gia tăng các nhà xe có dấu hiệu nhường luật đến đây dư luận đặt ra câu hỏi có hay không việc các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang cố tình làm ngơ cho các nhà xe vi phạm báo điện tử tầm nhìn sẽ tiếp tục đưa tin về hàng loạt bất cập trong công tác quản lý xử lý các xe khách đón trả khách sai nơi quy định xe khách chạy vượt tuyến trái tuyến trên địa bàn thành phố hà nội